Từ ngày thành lập trường đến giờ thì tất cả những hoạt động của trường Đại học Nam thì luôn luôn đồng hành cùng những cái vấn đề nóng hổi của xã hội, vấn đề cùng về môi trường. Và hy vọng rằng thông qua chương trình này chúng tôi sẽ giúp các em sinh viên hiểu được cái vai trò quan trọng của mình trong cái cuộc chiến để giành lại cho Hà Nội cái môi trường trong lành. Dòng sông không trôi êm đềm, không còn xanh trong, không còn sức sống. Rừng cây sát sơ hoàn toàn, không còn khói sương, không còn hoa nắng. Còn đâu tiếng chim hót vô tư khi bình minh thức giấc. Còn đâu hơi thở cô tây quanh ta an bình, hòa vào thiên nhiên. Hãy giữ trái đất màu xanh, hãy giữ mà sống cho tương lai. Hãy sống cho ngày mai, hát khúc hát với niềm tin, giữ mãi hạnh phúc cho trẻ thơ, giữ trái đất màu xanh vì hạnh phúc cho hành tinh xanh. Trước đây em rất hay lạm dụng sử dụng túi ni lông và đồ nhựa, tuy nhiên sau khi tham gia các hoạt động của trường Đại học Đại Nam thì em đã hạn chế tối đa việc sử dụng túi ni lông và đồ nhựa, và em cảm thấy mình cần phải có trách nhiệm hạn chế sử dụng túi ni lông và đồ nhựa một lần. Việc ngày hôm nay những sinh viên Đại Nam xuống đường và mang theo những băng rôn khẩu hiệu do chính chúng em thiết kế thì em nghĩ đây là những hành động thiết thực và hy vọng góp phần làm thay đổi nhận thức của xã hội. Dòng sông không trôi êm đềm, không còn xanh trong, không còn sức sống. Rừng cây sát sơ hoang tàn, không còn khói sương, không còn hoa nắng. Còn đâu tiếng chim hót vô tư khi bình minh thơ giấc. Còn đâu tôi thấy là các bạn sinh viên đưa ra các khẩu hiệu để bảo vệ môi trường rất là tốt, thì muốn tất cả người dân chúng ta luôn luôn phải quan tâm đến môi trường, bảo vệ môi trường để cho môi trường nó trong sạch và nó không bị ảnh hưởng về cái môi trường, để mọi người dân đều phải phát huy những cái tính tích cực đấy, và rất ủng hộ các bạn sinh viên này. Ra quân chương trình vì Hà Nội trong lành thì thầy trò trường Đại học Đại Nam đã nhận được rất là nhiều những phản hồi tích cực từ phía người dân. Điều đó chứng tỏ thông điệp vì môi trường của thầy trò trường Đại học Đại Nam đã phần nào đến được với người dân.